Chúc mừng Argentina hôm nay. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi trận France and Morocco. Xem đội nào sẽ vào final đây. Đội nào sẽ vô địch World Cup 2022 năm nay đây. Chị thích ăn món yêu thích của chị, mà chị nóng, ngoại mới làm, chỉ cầm quạt, chỉ quạt ăn đi bà cưng. Mix it up. Mix it. Gently mix it. If it's cheesy, it's still cheesy. Let me leave the cheese. Now I want to eat the cheese. Rồi ăn đi. Ăn đi rồi xong rồi bay rửa miệng. I also eat the pasta here. And then when I finish the pasta, I eat this dish. Okay. Okay. And go. Good girl. Ôi, ôi, ngon quá ngoại ơi. Đây, món ăn của bữa tối nay. Xá xíu nữa. Nhà thì thích ăn thịt xá xíu, thịt heo quay. Cũng cá chẽm hấp hôm tuần rồi mới ăn. Này mẹ nói nấu canh chua. Có mấy món làm đi làm lại nhưng mà ăn cơm bình thường, bình dân, đơn giản, gia đình mỗi ngày, mỗi tối là vậy thôi. Xào thêm cải rồi hái rau đồ vô rồi nồi nước súp, thịt cá gì đó, nào cũng vậy hết. Rồi ăn với cơm trắng, món Việt Nam mà. Cái này to lắm nha. Ăn cá bự lắm. Bữa bữa nào mình không hấp với không kho, không nấu canh chua mà mình sẽ nướng phi mỡ hành để mà mình nấu canh chua. Cũng vừa xong rồi, bây giờ mình bưng xuống đó mình làm cái nước chanh. Nước me. Kiểu Việt Nam không có nấu thì kiểu thơm dăm. Nước sôi để bắt đầu nấu nồi nước. Thì canh chua luôn luôn lúc nào cũng phải có cà với khóm. Ở Việt Nam là còn để giá, để bạc hà, để mấy cái đó vô nhiều lắm, mà ở đây thì nhà mình ăn không có để mấy cái đó, để mấy đó vô cái nước nó bị lạc. Lúc đầu nêm dừa mà tới hồi để giá bạc hà thì cái nước nó chứ cũng ăn cũng không ngon nữa. Để gì chua chua ra mùi canh chua. Để khử cái này lát để vô sao cùng với cá. À, bữa nay canh chua cá với lại tôm. Lần rồi thì nấu canh chua gà. Thử cà khóm trước để vô cái nồi nước. Nêm nếm vô đó. Cái này để sao vào với cá. Đường nó muốn muối. Để vô nè. Cà với khóm nè, nêm chút đường với muối nè để vô nè, lấy nước ngọt. Đó là nước súp canh chua, lấy nước chua ngọt của cái vị canh chua Việt Nam. Mình nấu lẩu thơm dăm thì cũng các bước vậy, mà mình để thêm lá chanh với lại cái gói mùi thơm dăm. Cái kiểu lẩu canh thơm dăm, còn này mình ăn canh chua Việt Nam, thuần Việt Nam. Rồi hái mấy cái lá quế để nữa. Mình ăn mới để cá, để tôm với cả mấy cái này vô, thì mấy này chưa có tài để lay. Chẽm nè, tôm nè, rồi cà với lại khóm đó, mình sắc muối cao mình để vô. Cà khóm này là cà khóm để riêng sao, còn cà khóm khử với hành tỏi gì trước là để vô trước cùng với nước để nêm nếm, mà mẹ nêm nếm lại cho mà nước mắm, mà canh chua phải có nước mắm á ha. Chút nhiều nêm lại nước mắm rồi
đường muối, rồi ai ăn bột ngọt thì để bột ngọt vô nữa. Rồi nước chanh đó, là cái ủa nước me hay là cái me ngay tủ đầu. Nhưng mà nhà mình nhiều khi mẹ anh em không có mặt chua lắm, chứ tới hồi ăn cảm thấy thiếu thiếu, bắt đầu hay nặng chanh lên trên đó. Canh chua, me, chanh luôn. Đây là canh chua Việt Nam ha. Còn thơm nhâm thì khác chút xíu, thơm nhâm nó ra màu đỏ đỏ, mình thích thơm nhâm. Mà nhà thì mọi người thích canh chua Việt Nam này hơn. Cá thì mẹ hấp, đang hấp ngoài sau, cá chẽm nữa. Đáng lẽ nấu canh rồi một phần thì để nấu canh chua. Mà đáng lẽ nấu canh chua cá thì mẹ phải là cá mẹ kho luôn chứ, sao mẹ lại hấp nha. Thì thường là canh chua cá kho Việt Nam mình là dùng cá lóc đó, là xuất sắc luôn. Thèm nữa, không nói tới thôi, nói tới thèm. Mà chắc hôm qua hôm kia cũng mới vừa ăn cá kho, cá này kho rồi, chẽm kho rồi, cho nên ngán bữa nay ăn lại hấp. Mà hấp cũng mới ăn tuần trước, thì cũng có mấy món quay đi quay lại vậy đó. Món cơm nhà mà, món Việt Nam thì có như vậy. Rồi sau khi múc ra tô đầy đủ hết thì để thêm tí mỡ hành, rồi hành ngò lên trên mặt. Lá quế, lá... cái lá gì mà canh chua hay để vô con quên tên rồi. Ngò, ngò gai. Còn một vài ngón ngò ôm, ngò ôm. Rồi vậy cứ nêm nếm lại dừa hớt bọt là xong. Rồi thêm thêm mắm cho mặn mòi đó. Rồi nêm lại theo khẩu vị từng nhà là xong rồi. Canh chua thì mình có thể ăn với cá, tôm, thịt, hải sản, thịt gà cũng được, mà để thêm đường nữa đó hả. Rồi thôi thấm rồi để đây một chút, 15 phút sau ăn thì múc ra. Đi ra sau mình hái thêm mấy cái lá quế để lên. Có lẽ canh chua có cái ngò ôm hay là cái lá gì mà cái lá đó, nó cái hình nó giống giống như cái lá lá tía tô, nhưng mà nó dày hơn, mà nó có mềm mềm mịn mịn nhung nhung đẹp lắm. Mà để vô nó sẽ dậy mùi canh chua Việt Nam, ăn Việt Nam thì để mấy cái lá nó vô. Nhưng mà giờ mà nhà mình không có mấy lá đó, mình ra sao mình lấy hái vài cái lá quế để mặc cho đẹp đẹp thôi. Còn này thì mẹ để đầy đủ vô hết rồi, nêm nếm xong rồi. Mà sao cũng còn đang nè, cái dĩa xá xíu cũng mới vừa nướng xong đem vô, chuẩn bị cắt ra thôi rồi để lên bàn. Canh chua múc ra, để miếng hành, mỡ hành sấy này vô, rồi mình đi hái lá rau để lên nữa, rồi bưng cá chẽm hấp, đang hấp ngoài sao vô nữa là xong. Nè cá chẽm nè, cá chẽm đang hấp mẹ đậy kỹ rồi, không mở ra được đâu, cũng 10 phút nữa xong rồi. Cái này không đẹp lại kia. Cái rau cần nó có bông hết trơn rồi, hái mấy cọng rau cần với nấm lá quế. Ủa rau cần nó nằm ở phía dưới mà mẹ nói này gì, hái lá, hái bông cũng vậy. Cái này cái này mẹ kêu húng quế, à rau lá quế là húng quế. Húng quế. Cái này cần tàu nữa. Trời, cái này nghe mùi là thấy thơm. Ừ, thơm. Ăn phở mà nghe là thấy thơm. Rồi để chút xíu lên mặt, lúc mình múc ra cái tô mình để lên mặt là xong rồi. Dạ. Tới giờ cơm tối. Cá chẽm hấp nấm đông cô cũng vừa xong mang vào. Ui nó nóng bốc khói. Để lấy ra tô để lên bàn. Hỏi ngon lành. Rồi đây nồi canh chua thì cũng múc ra nóng hỏi luôn. Để tí rau lên mặt nữa là xong. Múc nước mắm chấm cá, cá hấp với lại cá cá canh chua nữa. Mà tại cá hấp này mẹ không có làm theo dạng cá hấp ơi, gừng hành dầu hào hơi cửu hoa mà, cho nên là nó lạc lắm, nên cũng phải chấm mắm thêm. Ở đây mẹ đang cắt thêm xá xíu nữa là xong, là con sẽ dọn cơm. Rồi thì món nhà có mấy món ăn hoài, mấy món Việt Nam mình chỉ có vậy thôi. Bắt đầu bưng lên bàn. Ôi trời ơi, 6 giờ rưỡi mà trời nắng. Đúng rồi, 6 giờ 38 phút. Rồi bắt đầu bưng qua ha. Đây mẹ múc nước mắm. Nước mắm chấm cá hấp, canh chua, cá.
Mắm ớt Việt Nam. Canh chua nấu kiểu Việt Nam. Xíu. Chọc xíu. Cá hát. Còn mua đồ gói để dưới này nữa cho đến ngày Giáng sinh là phải đủ hết. So no more ice cream for today. Yes. Giờ ăn tối xong rồi ăn kem tráng miệng đó. Trời lạnh mặc áo lạnh vô mà ngồi ăn kem ngon lành. Ăn tối rồi đi exercise một tí. Tại mập quá rồi. Trời ấm ấm thì rau rác rồi bắt đầu nó mọc lại rồi. Mà thời tiết Úc năm nay ngộ lắm nha, tháng 12 rồi, mùa hè mà buổi tối với buổi sáng giờ này về tối nè là bắt đầu trời trở lạnh, buổi trưa thì nắng nắng một tí, nắng nóng một tí, buổi tối với buổi sáng thì là nó xuống mười mấy độ nữa. Bắp chuối rớt nè, chuối thì chuối rớt, hái mà cũng chưa có hái ăn.